Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Dũng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Chào anh Dũng. Chào Tức. Chào tất cả anh em. Hôm nay mình tiếp tục quay lại để giới thiệu mấy anh em, gồm có là 5 cây mai phôi và 2 cây mai thành phẩm để giao lưu mấy anh em. Qua số điện thoại là 07 8683 8683, địa chỉ cũng như cũ ha, là Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre. Mong mấy anh em xem và ủng hộ mình. Rồi chúng ta vào cây số 1. Rồi cây số 1 ha. Rồi kéo ra hồi mình quay cho dễ ha. Quá xa nặng ha. Quá xa nặng. Rồi. Rồi, cho chị cam nó luôn. Rồi tới cổ rễ là mét tới cái cổ rễ mét rưỡi. Mét rưỡi. Ở cái này nó cái da nó vậy vậy là nó bị sao đây ha anh Dũng? Cái này là giống như lở xù chứ không có hư nha mấy anh em. Nè, mình bao cái này là bao hư nha. Rồi da, da là bao nha. Da này nó tóc ra chứ ở trong bình thường. Này là do là nó xù nó lở, mấy cái này không phải là xù mà nó lở da vậy chứ, cái này là bao nha, cái này bao là không hư á. Rồi. Cành nhánh ra tược nè. Mạnh khỏe ha. Rồi. Này nó ra tược mới vậy mình nửa kéo ra sợ tạo tay cành ha. Rồi mình đo ngay chỗ này nha mấy anh em. Đây là 44 nè. Rồi 44. Nhẹ xuống chút xíu nữa đây để mấy anh em tham khảo thôi. Đây là 51 nè. Rồi, 51 cái đó. Đó cũ luôn ha. Không đi cũ đặt luôn. Cây này nhờ có cũ nó hơi quái nha mấy anh em. 72. 72. Rồi, đi vòng cái cũ ha. Đây là có cái cũ nó phình lắm nha mấy anh em. Này có cái cũ bự rồi. Thử nào. Đi ngang ha. 29. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây anh Dũng? 4,5 triệu bao ship anh em là 200 cây số. Rồi, 4,5 triệu bao ship 200 km. Rồi, qua cây tiếp này, cây nào cũng nặng lắm nha mấy anh em. Số 2 kéo đây ha. Bầu này cũng khoảng 100 mấy ký. Rồi. Cây này có chiều cao khoảng 1m7, 1m8 á. Rồi. Cây này là cây một cốt nha mấy anh em. Tay cành đều à. Cành đều. Ra được xanh mướt hết trơn ha. Rồi tay cành nó đây quý vị. Này cây rất khỏe nha mấy anh em. Mua mấy cây này về an toàn. Rồi cho cái quành em nói luôn anh Dục. Này ra xịt mục khỏe hết trơn nha. Rồi ngay chỗ này là nhiêu? 47. Rồi 47 quành. Cây một cốt nè. Rễ thằng trước hết sức cái rễ ha. Hết sức to ha. Đây có rễ luôn nè, nó tại nó xịt mục nè. Từ rồi, trong. Rồi. À, tới cái rễ to nãy rồi quý vị. Rồi cũng giáp ha quý vị. Rồi quý vị xem lại đường thân em nó, mình kéo xa xa quý vị xem đường thân với tay cành nó luôn ha. Đó. Rồi cái này giao lưu như anh Dũng. Này giao lưu mấy anh em là 8 triệu bao ship mấy anh em 200 km. Rồi 8 triệu bao ship 200. Rồi qua cây số 3 ha. Rồi, cây này số 3 này bự quá ha. Cây số 3 bự nha mấy anh em. Chẳng luôn. Cây một cốt mà tay cành lực nha. Rồi cao tới cổ rễ 1,5 m. Rồi 1,5 m cao. Cao tính cho cổ rễ nha. Cái này nó gió còn khoảng nhiêu anh Dũng? 20. Rồi, gió 20. Tay cành lực ha. Tay cành lực đo tay cành luôn ha. Rồi, tay cành này. Đo thân tham khảo thôi nha mấy anh. 23 thôi ha. Tóc thân của cái em này khoảng nhiêu đây? Tới cổ rễ nha mấy anh em. Rồi tới cổ 54. Mình mấy em này nó học học cốc quá trời cốc nha. Ừ. Học cốc.
cây mới bứng mà khỏe rồi, nó lại lên nhựa khủng khiếp rồi mấy anh em, tăng tươi rồi, nhựa tăng tươi đó. Rồi cho cái hoành hôm nay, sẵn đó cho em cái hoành hôm nay luôn ha. Này cây nhìn nó trồng gió 56 hoành. Rồi 56. Đó tại chỗ này 56 nha mấy anh em. Rồi. Ừ. Nhích xuống cái nữa nó bự, cái cây này là to lắm. Trồng gió. Rồi, tính 56 hoành. Đây, quý vị xem cái củ đế em đó ha. Đó. Rồi, mới bứng nhựa mạnh rồi nè. À, cắt rửa, nhựa ra trắng ha ha. Ừ. Kính, đường kính bầu này bự quá, khoảng bao nhiêu vậy anh? Kính này bầu này bự à. Hết sức cái bầu luôn à. Chín mấy không? Đâu quá. Mét gì không? 86, 87 gì á. 87 hả? À? Bự quá, sao bự luôn. Quá sao bự. Rồi, cây này mình giao lưu nhiêu đây anh Dũng? Cây này giao lưu mấy anh em là 28 triệu. Rồi, 28 triệu bao ship là 200 km ha. Rồi. Cây phôi mã số 3. Rồi, số 4 đâu anh? Rồi, số 4 của anh đây. Rồi, tới cây thành phẩm không? Rồi, cây thành phẩm. Rồi, còn một số phôi ở cuối clip nữa nha quý vị. Thành phẩm thì vườn anh Dũng nhóc luôn. Nói chung là mấy anh em nào muốn giao lưu mai thành phẩm thì liên hệ mình nha. Bao la. Rồi, đế này giữ hang cái này chưa có giao lưu nha quý vị. Rồi, mai thành phẩm bên đây, cây này dáng lạ. Cái này mai ghép nha mấy anh em. Ghép gì anh? Ghép Thủ Đức, nhưng mà nó có để chỉ mấy anh em, nó có hai cành chưa ghép để mình. Hai cành. Có hai cành này là chưa ghép nè. Với cành này nè. Cành này với cành này chưa ghép. Rồi. Ừ. Có hai cành nó chưa ghép. Còn nó có mấy cái mục nhỏ nhỏ này là mình không tính nha. Rồi. Ừ. Này thì cây này đế bao đế, đế đẹp luôn, bao đế. Mà báo mấy anh em là cây này á, là do đó mình cắt nó là mình để nó bị lũa nè, mình dán lại đục nó ra là nói chung là giờ còn mới hết nha, không có bị hư hao gì, nói chung là mình đục thành mới hết nè, thịt mới hết, hoàn toàn là thịt mới hết. Rồi. Chứ không có cái nào mà nó bị hư bọng gì hết nha, đục là cái mới hết mình dán lại á. Rồi, hoành của em này khoảng nhiêu đây anh? Đâu hoành không? Hoành 59. Hoành 59 luôn ha. Dữ ha, hoành to dữ ha. Để đây. Để là để bao đẹp luôn. Để quay đế trước hồi quay cái tổng quan cái tàn em nói nha quý vị. Để mình kéo qua anh kia ha. Để mình đây. Ừ, để nè. Để mặt bên đây. Điều hết nè. Ừ. Để nè. Rồi lấy cái tay ra nè. Để nè, đây. À, để mặt bên đây quý vị. Để có rễ hết nè. Ừ. Đây ha. Em kéo cái tàng xem cái tàng như vậy. Cái tàng nó đây nè ha. Tàng là để cho chiều cao luôn á. Cao ngang luôn anh Dục. Rồi cao bao nhiêu anh? Cao 101. Rồi 101 ngang anh. Ngang 129. Rồi. Này cũng đang ôm nụ ha. Nụ toàn do nè. Này mình ghép Thủ Đức ha anh. Thủ Đức. Rồi Tết này mình chơi được rồi ha. Tết chơi được. Giá mềm cho mấy anh em. Như để giá mềm cho mấy anh em 2 triệu bao ship 200 cây ha. Này là mình không có ship chậu ha. Nhưng mà anh em nào thuận tiện thì mình tặng luôn. Rồi. Còn mình có gì mình bó bầu lại. Anh em ở gần gần đây cây hoành 50 mấy, 56 59. 59 hả? Ừ, rễ bao đẹp hả? Luôn. Bán 2 triệu thôi. 59 và ghép sẵn luôn bán có 2 triệu à. Cái này nói chung là tại mình muốn bán giao lưu với anh em chơi nha. Rồi. Ừ. Do là nó cũng có mấy cái vết này là mình đục ra nó còn là tươi hả, nói chung đục bỏ hết những cái phần nào nó bị nở lũa. Còn phần tươi hết nha. Rồi mình này mình dán keo lại cho nó nặng, nó kéo nhựa lại. Rồi có 2 triệu giá này thì quá mềm rồi ha quý vị. Ghép sẵn luôn rồi. Một bành ghép to sẵn này về là chơi luôn, chơi cái Tết luôn. Chơi cái Tết cái đủ vốn của anh em ơi. Bao ship hả anh? Bao ship 200 cây. Rồi nếu quý vị xuống chở thì rẻ hơn nữa đó. Rẻ hơn, à. Nếu lại chợ đây chở thì mình giảm giá lại.
Rồi, mình qua cây mới ha. Qua cây tiếp theo, cây số 5 à. Số 5. Rồi. Rồi, cây tiếp theo cũng một cây thành phẩm à, quý vị. Cây này mình hình như là mã số 5 ha. Số 5. Này mai thiên nhiên nha. Này mai nguyên thủy. Mai nguyên thủy luôn. Ừ. Chắc chắc bông đẹp mới để nguyên thủy đẹp phải không? Ừ. Bông khá bông. Nói chung là lụ hồi quay nụ thấy lụ bự lắm. Rồi. Này thành phẩm rồi ha, chơi Tết hết ý rồi. Đây cao ngang nó khoảng nhiêu đây anh Dũng? Cao luôn hả? Rồi, cao ngang luôn ha. Cao cũng khoảng 1,5 m mới đây. Rồi, tầm 1,5 m ngang anh. Ngang khoảng 1,3 m anh em ơi. Rồi quý vị đỉnh đọt nè quý vị. Rồi nó nút nụ em nào nó tròn tròn u ha. Rồi đường thân chính ha. Bẻ cũng lắc lượng lắc lượng. Nút nụ quý vị nhìn thấy thương không? Thằng do hết trơn ha. Cũng đặt cây hết trơn. Ngày Tết này lặt lá ra chơi là hết ý luôn. Nụ thằng do ha. Đây. Nụ nè. Quá xá luôn. Rồi vô cái đường thân trong anh nói cái nha quý vị. Thôi xuống đế luôn ha. Hoành đế luôn. Lát nữa quay tay cành trên ha. Anh bị cắn. Cắn không? Rồi. Cắn nha. 36 đi ha, 37. Ê, tính 36 đi ha. Nhưng mà có củ bự nha mấy anh. Củ. Này ái nhẹ nhẹ cái củ thôi. Để anh em tham khảo thôi chứ không có gì. Nhiều củ này 57 nè, nếu đòi vậy 57 để đặt thước dậy 57. Rồi 56. Rồi tính vậy đi. 56. 56 đi. Rồi, đi vòng cái củ đế này nha quý vị. Củ này cây này củ rễ đẹp nha mấy anh em. Hay là mình bông nguyên thủy luôn ha, nguyên không có ghép phải không? Không. Đó, mình qua đây cũng là giáp mặt quý vị, mình rút ra nha quý vị. Rồi, đây rồi. Quý vị ha, nụ nè. Trời ơi. Còn do luôn. Đi, thương luôn. Nhánh nào cũng vậy nha quý vị nè. Đây vậy ha. Đặt hết trơn ha. Ghê. Này lặt lá Tết nè, lặt lá ra nhìn chắc đã lắm ha. Rồi, dàn xương trong nha quý vị, để lọn mái xuống ha. Xương nè. Đó. Cũng vô nhôm chỉnh sửa hết rồi ha. Tàn rất là đẹp và đặc biệt cái nút nụ. Còn do. Rồi, cái này mình giao luôn nhiêu đây anh Dũng? Giao luôn anh em là 9 triệu bao xíu, anh em 200 cây nha. Rồi, cái này là mình cũng ship bó bầu nha, còn cái nếu mà anh em mà thuận tiện thì mình tặng chậu. Rồi. Sức ha. Đủ quá đã ha. Nụ khiếp nụ ha. Rồi, mình qua tiếp tục cây mã số 6 quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là số 6 nha quý vị. Tiếp tục là một phôi ha. Phôi mai vàng. Rồi, chiều cao em nó. Tới mặt bầu. 137. Rồi, 137. Rồi, giót đọt quá ha. Giót đọt. Đọt này chắc còn mười mấy à. 16. 16. Rồi. Đọt còn 16 quý vị. Này tay cành đều nha. Cái này mấy anh em có nguyên thủy hoặc nó ghép cũng mau nữa, tại tay cành đều rang trơn à. Anh đồ giật cái chỗ hai cái nhanh cái tay cành bự này ha. Ừ. À, đây rồi. Có hai tay cành hơi bự mình giật cắp lại nha. Giật gì nữa ra tụt cái gì bẻ ngang ha. Nữa có tụt mình bẻ ra. Đó, trên đây có tay cành này đây nè. Thoát thân nó khoảng nhiêu anh? 47. Rồi, 47 ha. Rồi, cho em cái quành em nói lên vô. Quành này to à. Rồi, đây đi. Rồi, đó ngay đây, 55. 55. Rồi. Này hơi nhẹ cái nữa là nó bự lắm anh em. Đó này đó cái cũ nè. Này mình đo về đi. Cổ. Thôi đo vậy đi. 60. 60, to nhẹ cái là 60. Rồi, tính 55 nha. Ừ. Tham khảo thôi, mấy cái này là tham khảo thôi nha mấy anh em. Này nha. 64. 64 nè.
rồi tới cụ rễ là 64. Tính 55 hoành. Tính 55 thôi. Hoành to này nói chung là đế cũng nôm ha. Nôm gom. Cái này anh cho luôn nhiêu đây anh? 8 triệu rưỡi bao xếp anh em 200 cây. Rồi 8 triệu rưỡi ha. Bao xếp cho cái gì là 200 km. Cây mã số 6. Rồi mình qua cây mã số 7 của quý vị. Cây mã số 7 đây. Cây này quái lắm nhiều anh em. Cây này nói chung là đắt lượng ha. Hàng này cơ bản là khá độc à. Đào chắc khoảng 2 mét. 2m3. Rồi tầm đó. Khoảng 2m3 nha quý vị. Cây đất quái nha mấy anh em. Ở thân cũng lắc hang. Một cốt mà tay cành đều. Có cành bay này rất hay nha mấy anh em, mình để về mấy anh em muốn chơi kiểu nào chơi nha. Bay nè cành này ha. Nói chung là mình để hơi lưa qua bay vậy mấy anh em muốn chơi sao chơi. Anh em về muốn chơi gom gọn lại tàn thông thì xuất lại. Còn nếu không mình để chơi bay ra chơi cho nó quái. Chắc theo em chắc để nguyên tàn vậy em chơi quá. Anh quái ha. Dạ. Thân cũng lắc lắc nè. Hưởng thân nè. Đó, đế cũng tựa hình thú ha. Cái này đế thú à. Bốn cẳng. Cái này nó thoát thân mà em nói khoảng nhiêu anh Dũng? Thoát thân luôn. Tại cổ. Tại cổ rễ 81. Rồi quý vị xem lại từ cái thoát thân lên trên cái phần tay cành nè ha. Đây, tay cành em nói nè. Mặt trên này đóng đặt hết trơn ha. Trên dốc lần mới chút xíu, nhanh chút xíu trên. Đó. Phân bố nè. Bố tay cành ha. Đặc biệt là tay cành nhất cái đây. Nhất to hết sức to ha. To. To không? To thử anh. À. 37. Rồi, tay cành không 37 ha. Đó. Nên Dũng nó chơi nhanh nhánh ba nhìn bài là mình chơi cái nhánh đó đúng không? Ừ. Em chắc không nỡ cắt giờ thành bay quá. cái này cái nuôi ếch nuôi dưới bò không ha? Mà ở ngoài nó lục cục lắm nhớ mấy anh em nè. Ở ngoài nó lục cục này là mấy cái nhánh ở ngoài mình cắt nó cũng lục cục vậy đó. Lục cục vậy. Nè, ở ngoài cũng vậy thôi. Lúc này nó chắc nuôi không biết cái gì không biết nữa. Nhưng mà cành nào cũng vậy nha, chứ không phải có cành có cành không. Cành nào cũng vậy đó nè. Cành nào cũng như cành nấy luôn mà ở ngoài nó còn lục cục nữa, mình cắt mình bỏ tại vô cái vận chuyển cái đường khó. Trong hẻm ha. Ừ. Không để tàn nguyên thủy luôn. Cắt thành này cũng tàn lỡ ha. Tại vì đường khó đi mình phải cắt lại gom lại. Anh Dũng qua anh Bảnh, anh Dũng ngồi bên Bảnh hướng Bảnh đối diện với camera giúp em Dũng rồi. Ngồi xuống anh Dũng. Ngồi xuống anh Dũng. Đó cái gì? Đó, cây này cũng bự lắm nha quý vị, so sánh Dũng ha. Đó, hình thì con thú nha. Hình thú ha. Rồi, anh cho em cái hoành em nói lên Dũng. Rồi mình đo ngay chỗ này thôi nha mấy anh em. 51 nè. Rồi 51. Nhẹ xuống cái ngay cái mí này đi ha, cho anh em tham khảo đi. Đây 59 nè. Cái này cũng không biết sao đo. Rồi, này đo tham khảo thôi nha mấy anh em. Vậy là 59 đó. Rồi mình đo nhẹ mình cái đo cục, nguyên cái mình đó phải không? Cái cục con cái mình con thú mình này đi. Nó đo tham khảo thôi mấy anh em. Này 77 nè. Đó đo vậy là 77 đó. Rồi. Nói chung chẳng qua mình đo để tham khảo thôi nha mấy anh em. Rễ 4 chân đủ rồi. Rồi qua chân bự không nha. Mặt bên đây. Đây nó này mà. Bên đây mặt này đặt khang. Đặt quá nè. Có chân đủ rồi mấy anh em ơi. Từ đây kéo xuống đây nó dài khoảng nhiêu anh Dũng? Đây phải không? Ừ. Từ đây ha. Ừ. 27 nè. Rồi 27 ha. Đây đặt ha. Này 21 mà sao nó ra một đây làm cái đuôi nó đẹp. Ừ. Nè. Khi mà anh cắt thành phần lửng lửng phôi nè, khi nó tức nó ra cái đuôi anh kéo lên nè. Rồi cái này mình giao luôn nhiêu đây anh? Cái này giao luôn mấy anh em là 45 triệu nha. Rồi 45 triệu, bao ship là 200 km rồi ha. Rồi cái này cũng là cây cuối của clip nha quý vị.
Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã có dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo anh Dũng nha quý vị. Thì dĩ nhiên là khi báo giá chỉ là còn xe lựa thương lượng xíu gì hay là nhiêu đó thì quý vị cứ alo. Thì khi mình ra ngoài mình mua ký thịt heo hay gì mình còn trả giá mà. Uống chì mua cây okay, tới mấy chục triệu ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Rồi quý vị xem, nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào cái video tiếp theo.